Xin chào quý khán giả, Từ Siêu đã có mặt tại xã Phước Tỉnh thuộc thành phố Vũng Tàu. Và một chút nữa đây, Từ Siêu sẽ mời quý vị xem một chiếc ghe composite. Anh chủ này ở bên Long Hải, ảnh đặt anh Tuấn làm. Bây giờ mời quý vị vô chi tiết để xem coi máy móc như thế nào, chân vịt như thế nào. Ghe composite bây giờ rất là thịnh hành. Mời quý vị vô chi tiết nha. Anh Tuấn, đợt trước là mình có quay cái chiếc hải sản Minh Sang. Thì bây giờ hôm nay là tới chiếc Khánh Hào. Anh có thể nhắc lại cho khán giả biết á, cái chiếc này kích thước của nó là bao nhiêu không? Chiều dài 9m2. 9m2 chiều dài. Bề ngang 2m6. Ngang 2m6, còn chiều cao? 1m1. 1m1. Cao mũi bao nhiêu? Cao mũi 1m7. Dạ. Cái chiếc này anh lắp dày bao nhiêu phân vậy anh? Phần bề, keo á. Ở dưới bề một phân trên 8 ly. Dạ. Rồi giá tiền á, nếu mà làm theo mẫu của anh á là giá cái vỏ này bao nhiêu? Giá như cũ là 120. 120 á. Làm thêm thì mình tính thêm. Tính thêm. Dạ. Còn đặt máy ở đây á, nhắc lại cho khán giả biết luôn là anh đặt miễn phí đúng không? Đúng rồi. Dạ, đặt miễn phí ha. Dạ. Chút nữa mình sẽ vô phần máy ha. Ở đây cái về nước này em thấy anh làm khác đợt trước nữa nè. À, đợt này làm lớn hơn. Lớn hơn ha. Ừ, xéo nữa nè, xéo phải không? Ừ. Xéo nè. Nhìn hơn. Ở đây cây là cây trên núi không ta? Đây đây là cây ghe mình tháo ra. Ồ, ghe tháo ra luôn ha. Tốt lắm. Ừ. Dạ, cây sao sến không đó. Sến. Composite. Chiếc này anh chủ làm nghề gì vậy anh? Nghề lặn hả? À, lưới lặn. Lưới lặn ha. Dạ. Lưới lặn. Vô coi chân vịt nha. Chút nữa lên ghe coi máy. Oh. Chân vịt này kích thước nhiêu vậy anh Tuấn? 6 tấc 6. 6 tấc 6. Cái cùi của nó dài ha. Cùi là 20 phân. Ồ, 20. Lắp nhiêu phân? Lắp 50. Ừ. Lắp 5 tấc 50 phân. Wow, cái mẫu này tốc độ nha. Vậy là cái mẫu này mình đặt ở tỉnh nào anh? Mẫu này đặt tỉnh Trà Vinh. Trà Vinh ha. Ồ, này xài lãng ký inox luôn ha. Lắp keo luôn trời. Anh chủ này anh chịu chơi quá không? Tiền không đâu quý vị. Vật tư mà. Bánh lái nè, bánh lái inox lắp keo luôn. Lắp lắp keo luôn. Quá dữ. Cái lắp bánh lái nhiêu anh? Lắp 30 ly phải không? 30. Ừ. Đã ha. Em hay tin là em phóng lên liền. Nếu mà lúc mà chị thử á, em không có kịp á thì anh nhớ quay giùm em cái đoạn đó để em ghép vô. Ừ, dạ. Rồi đi lên lên đây, lên coi máy đi. Quý vị muốn đặt thì cứ gọi cho anh Tuấn nha. Ở đây anh Tuấn làm nhiệt tình lắm. Đó. Cứ yên tâm. Mình mới biết cái nghề lưới lặn luôn đó. Sau lái nè. Quay thực tế gì đó. Mọi thứ đều do duyên hết. Anh chủ này ảnh coi clip của mình. Rồi ảnh thấy quay thực tế gì đó. Rồi ảnh thích cái mẫu này. Ảnh nhờ anh Tuấn gáp cho ảnh. Cứ gọi cho anh Tuấn nha. Chứ mình ở đây là mình quay giúp cho anh Tuấn để tìm được cái khách hàng. Mẫu này bây giờ là người ta chuộng lắm. Chạy tốc độ. Về nước chặn lên. Đây để lưới nè ha. Phần này là làm thêm phải không anh? Làm thêm. Đó, làm thêm thì tính tiền thôi. Quá hay. Bởi vì ô nó tìm thái luôn hả? Tìm thái. Ô im quá. Tìm thái này là mấy triệu nè. Bộn tiền á. Ồ, thiết kế kiểu này cũng im ha. Hai bên bồn là để bồn nước đó hả? Để đầu tư.
hai bên đây để bồn nước phải không? Đây thông gió cho hầm máy mát ha, cũng hay. Chiếc này khoảng mấy ngày nữa xong anh Tuấn? Khoảng tuần nữa. Tuần nữa ha. Ồ, ở sau thiết kế này để ồ, này luôn tuồn để bùng nước đây. Bùng nước. Này để nước xài ha. Máy đây. Wow. Isuzu hả? Isuzu 6. Đã ha. 230 ngựa. 230 ngựa. Wow. 2009 tua. Hộp số nó nhiêu anh? 3 chấm. 3 tua. 3 tua. Chiếc này đặt 3 tua đúng bài á. Tại vì cái xác của nó cũng bự mà ha. Chở lưới nữa. Anh chủ đầu tư quá. Inox không trời. Được. Bình lượt dầu là chơi inox luôn. Còn đây là cái để lên lưới phải không? Đúng rồi. Tời đó, tời lên lưới đó. Xài cổ tô. Máy đặt nằm luôn ha. Quá đã. Tốc độ. Rồi, lên lên đây. Anh chủ đó. Anh chủ xài đồ dữ quá, inox không? Dữ. Dữ. Ủa gì là mình làm lái cần hay là lái vô lăng anh? Cần hả? Lấy cần ha, cần để đây nè, đúng rồi. Hôm rày cũng có nhiều khách điện cho anh đúng không? Đúng rồi. Dạ. Thì khi nào những đơn hàng sau á, có gì anh cho em hay để em lên em quay clip khán giả coi. Rồi chiếc hải sản Minh Sang đó chừng nào ông chủ không lấy vậy anh? Cũng rồi, gần lấy rồi. Dạ. Cái vài bữa nữa lấy á. Thì cũng mướn người ta chạy luôn hả? À, mướn người chạy. Chạy về đâu? Về Gạch Giá. Gạch Giá ha. Gạch Giá rồi chạy từ Gạch Giá ra ngoài đảo Thổ Chu. Thổ Chu. Ồ. Rồi chúc anh chủ mau lấy vốn nha. Dạ. Thôi rồi, cảm ơn. Em cũng mới biết cái nghề lưới lặn luôn á, mới biết. Có dịp cho em xin đi trải nghiệm ha anh chủ. Anh này phân cứng đó quý vị. Coi cái clip của mình ở ngoài Phú Yên á, rồi thấy rồi đặt. Chứ anh chơi đồ dữ quá. Dạ. Inox không? Lã ký bánh lái rồi inox và đắp keo nữa chứ. Dữ. Ủa mấy phần đó cũng phải thêm tiền chứ đúng không? Không, làm luôn như tặng luôn hả? Thẳng luôn á. Dữ. Khuyến mãi luôn á. Khuyến mãi luôn á nha. Dạ. Máy này tính ra nếu mà anh mua nghĩa địa là giá nhiêu? Trăm mấy? Trăm lẻ năm ha. Dạ. Trăm lẻ năm là nó có bao gì không? Bao ha. Thứ hai có hết chưa á. Ảnh đầu tư mạnh quá. Ủa anh cái bít tông này nhiêu anh biết không anh? Cái này tắc lẻ năm. Bít tông tắc lẻ năm ha. Này có chục bô. Chục bô này nè. Là mấy mốt á. Anh nhớ là vệ sinh thường á. Đúng rồi. Tại vì khi dạy chục bô á. Đúng rồi. Anh nếu mà không vệ sinh thường á là nó ba cái bụi á. Đúng rồi. Nó giảm cái gió rồi cái là nó chạy cái máy mình á. Nó không được tốc độ như ý muốn. Đúng. Chơi bô lửa đi đốc luôn á. Quá dữ. 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 Bộn tiền đó anh. Đó làm nước luôn á. Inox là cân ký mà. Đúng rồi. Này là nước vô đây là để giải nhiệt luôn. Đúng rồi. Hy vọng sẽ trải nghiệm cái nghề lưới lặn. Em nói thiệt chứ em cũng khoái lắm nhưng mà nhiều người á, người ta không có cho đi, người ta sợ lộ nghề. Đúng rồi. Dạ. Rồi cảm ơn anh. Dạ. Thấy không? Chơi inox luôn không? Tiền không? Có chuyện đơn giản đâu trời. Đây làm cái sạc là để sau này chở được cái thúng. Sạc này chở thúng luôn ha. Dạ. Làm cũng nghiêng thúng hết. Dạ. Này cũng cỡ mét 2 không ta? Mét. Mét ha. 1 mét. Dạ. Còn cái thúng là anh làm riêng hay thúng có sẵn rồi? Không, nhà có sẵn. Nhà có sẵn ha. Dạ. Ngồi đây lái nè. Cầm cần lái. Đúng. Dạ. Ở đây là ảnh làm cái trụ này nè, để treo cọng dây, để rồi che mát này nọ đó. Lấy tấm đồ che mát cũng được. Đầu tư vô nhiêu rồi hỏi thiệt, chiếc này.
Như này chắc cũng cỡ 300 quậy chứ. Đó, bự bự vậy. Tại vì ở đây á là cái vỏ không là trăm mấy rồi. 120 rồi. 120. Chưa tính tiền vật tư, máy, nó đủ thứ hết trơn á. Lưới chài các kiểu nữa. Rồi chúc anh sức khỏe nha. Dạ, em hy vọng là một ngày nào đó anh em mình có duyên cùng quay clip kỷ niệm để ra biển. Dạ, cho đi nha. Cho đi vô. Cho. Rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn. Dạ. Muốn trải nghiệm đi thì trải nghiệm chứ. Dạ, cảm ơn anh. Làm tốt gì đó. Chưa đâu, còn dài dài. Còn cái này dài dài nghe. Còn cái này dài dài. Rồi vậy là bây giờ không chuyện gì vậy. Zalo. Giờ còn có mình ảnh làm à, mấy anh kia bận công việc hết rồi. Thôi gán đi anh ơi. Anh này là đồng hương với Từ Siêu nè, vừa Kiên Giang. Sống chết á, sống chết với Từ Siêu đó. Chiếc này mình nhắm khoảng nhiêu ngày xong anh? Chiếc này 25 ngày. Cỡ 25 ngày ha. Dạ. Tuy nhiên cũng mau ha. Tại vì cái đổ khuôn mà. Con sẵn mà. Dạ. Làm mình đây phải làm hai người chứ không có cái. Ừ. Chắc 20 ngày. Ừ. Thôi cho 1 tháng đi, tại mưa gió cúp điện nó không chừng, đúng không? Ừ. Thể loại này chiều nào cũng phải nhậu nha quý vị. Không nhậu là khó ngủ lắm mà. Nửa lít không? Nửa lít ngủ được không? Anh? Khi nhậu khi không à. Vậy hả? Khi nhậu khi không ha? Chắc này đuối hết nhậu rồi. Đuối hả? Tại có một mình mà. Nghề này nói chung là phải chịu đựng lắm nha quý vị. Không phải chuyện đơn giản đâu nha. Có nhiều người đi theo nghề này phải văng ra đó. Ngứa quá chịu không nổi. Lấp xé xé vậy đó. Ngày 500. Đơn giản ha. Lấp xé xé ngày 500. Đơn giản quá. Tôi đi đọc. Thank you.
ghe nổi dữ vậy thầy ha.